BBTV. Hôm nay anh hai có một trò chơi khởi động cho em ba với em út. Vâng. Trò chơi này khi gì toán học. Dạ. Vâng. Bây giờ anh hai sẽ phổ biến cái luật chơi như thế nào? Thì trên tay anh hai có cầm một tờ giấy, trên này nó sẽ có 6 phép tính. Và cộng trừ hay chia gì đấy? Chỉ có cộng trừ thôi. Và hai em phải là lụm cái đó lên, lụm cái đó lên đúng. Đúng rồi, để lên trên. Đó. Ừ, để đâu cũng được, miễn sao nhìn thấy là được. Để chỗ giấy đấy nhìn thấy. Nè tiếp. Bây giờ anh sẽ phổ biến là trong vòng khi anh đọc ra đó là cái câu cái đề xong thì anh vừa nói hết là anh sẽ cho tụi em là 5 giây đi. 5 giây để tính và ra đáp án và xách đáp án về. Anh hai sẽ dán nó lên đây. Đây là của em ba, đây là của Út. Và sau khi kết thúc 6 vòng thì anh sẽ tính và có thưởng cho các em. Có thưởng đấy. Ok. Bây giờ hai đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đó rồi, bắt đầu. Hai đứa phải cố gắng lên nha. Em đứng sang bên này đi, em đứng sang bên này. Bên này. Chỉ có 5 giây thôi nha. Chị chưa hiểu nha. Em đứng ở đây đây. Đứng tay hết. Không được coi đáp án. Vâng. Đó, bây giờ đứng tay nha. Vâng. Bây giờ anh đọc đáp án đây. Câu số 1. Anh đọc đáp án đâu, đọc đáp án không nói gì nữa. Anh nói nhầm, bây giờ anh sẽ đọc đây. Vâng. Giờ câu thứ nhất. Chừng nào anh nói là hết là mới được chạy nha. Anh đọc đi. 5 giây thôi nha, chạy là còn tính nha. Bắt đầu câu số 1 là 17 cộng 21 bằng bao nhiêu? Hết. 1, 2, 3, 4, 5. Hết giờ rồi. Hết giờ. Câu số 2. Chuẩn bị nè. 29 cộng 13 bằng mấy? Hết. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đây rồi. Đây, ở đây thôi, mọi người anh tính nghĩ. 5 giây, nhanh quá. Câu này là Út là câu số 2 phải không? Còn em ba là câu số 2, đó. Bây giờ tiếp tục là câu số 3 nè. Nhanh lên nha. Em ba, Út đang dẫn đầu nha. 17 cộng 27 bằng mấy? Hết. 5, 4, trời ơi. 3, 2, 1. Hết giờ. Không, chị đừng. Chị đứng trước em. Chị phải đứng ngang em cơ. Không, chị chưa đều rồi. Đúng rồi. Em vào luôn đứng nghe. Chạy tịch đi. Dạ, câu số 4 nha. Chúng ta còn 3 câu hỏi nữa. 25 cộng 23 bằng bao nhiêu? Hết. 5, 4, ở đâu rồi ta? 3, 2, 1. Uầy, không được. Hết chưa? Không có được chuyển. Em lấy ngay rồi. Thế làm gì? Đáp án mình chỉ vừa rồi. Bây giờ còn hai câu cuối cùng nè. Em đứng trong bên đây. Còn hai câu hỏi. 47 trừ 21 bằng bao nhiêu? 5, 4, 3, 2, 1. Hết chưa? Câu này là câu số 4. Câu số 5 rồi. Còn một câu cuối cùng thôi. Em đứng trong bên này đi. Đây, đứng ngang đi. Em đứng cao chi? Đứng ngang đi. Đứng trong bên này. Còn cuối cùng nha. 49 trừ 24. Hết. 5, 4, 3, 2, 1. Hết. Em đúng rồi. Sai rồi. Không sao. Đây, anh sẽ dán cho đây. Đó. Đây là câu số 5 anh để dưới đi. Đó. Câu cuối cùng với câu số 6, đây là của em ba. Rồi, ok chưa? Bây giờ anh sẽ kiểm tra lại nha. Câu số 1 là 17 cộng 21 sẽ là đáp án là 38. 38. Em ba là không có. 38. Kiểm tra coi. Đúng rồi. Em hút được 1 điểm. 1 điểm. Có 1 điểm thôi. Câu số 2. Câu số 2 là 29 cộng 13 bằng 42. Em hút không có đáp án. Yeah. Em ba là 1 điểm. Một điều. Tới câu số 3. 17 cộng 27 đáp án là 44. Chưa nhé, hay nhé. 2 điểm rồi nghe, 2 điểm là nghiêng về em ba rồi. Ê, không có được đổ tùm lum. Thì đây mà, câu này là câu trên thôi, đến câu này. Rồi đến cái này. Đúng rồi. Bây giờ tới câu số 4 nha. 25
cộng 23 bằng 48. Yeah, yeah. Đúng. Hai điều nha. Em ba là sai nha. Không. Rồi số 5, 47 trừ 21 sẽ là bằng 26. Đấy. Wow. Yeah, yeah. Đây là dẫn đầu vẫn là Út nghe. Út đã dẫn đầu rồi. Và câu cuối cùng. Em có điều muốn câu em chạy đều. Ngay. Câu cuối cùng là quyết định chung cuộc nha. 49 trừ 24 đáp án là 25. Yeah. Yeah. Chúc mừng Út. Yeah. 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 Rồi phần thử của Út. Chị đang sai rồi. Đúng rồi, phần thử của Út là em được cái gì? Đi nấu cơm đi. Được đi nấu cơm. Yeah. Yeah. Bây giờ phần thử của phạt của em ba là đi dẹp cái bảng này. Yeah. Và hết tất cả cái kia luôn. Đều để âm thanh thằng kia luôn. Thôi không chơi, đi về. Dẹp em ba. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.